Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá lúa gạo. Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thưa các bạn, giá lúa gạo hôm nay ngày 10 tháng 10, giá gạo có biến động và xu hướng giảm nhẹ với mặt hàng lúa. Ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo giảm 100-400 đồng trên kg, giá lúa giảm 100 đồng. Ghi nhận tại các địa phương giao dịch lúa mới chậm, giá gạo giảm. Tại An Giang, giao dịch lúa chậm, giá xu hướng giảm, ít người mua. Tại Kiên Giang, giao dịch lúa thu đông chậm, thị trường giao dịch trầm lắng, giá giảm. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Cụ thể, IG50404 giá ở mức 6.800 tới 7.000 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức giá 7.800 tới 8.000 đồng trên kg, lúa OM5451 ở mức 7.200 tới 7.300 đồng trên kg, giảm 100 đồng trên kg, lúa OM18 có giá 7.500 tới 7.800 đồng trên kg, OM380 dao động 7.200 tới 7.300 đồng trên kg, lúa Nhật ở mốc 7.800 tới 8.000 đồng trên kg và lúa nàng nhen khô ở mức 20.000 đồng trên kg. Ngoài ra, thị trường nếp không có điều chỉnh. Nếp Long An IG4625 khô 9.600 tới 9.700 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg so với ngày hôm qua. Nếp Long An 3 tháng khô 9.800 tới 10.000 đồng trên kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Ghi nhận tại các địa phương như Đồng Tháp, Sóc Trăng nguồn về ít, kho chợ mua chậm, giá giảm nhẹ. Trên thị trường gạo, hôm nay ngày 10 tháng 10, giá gạo ghi nhận giảm so với ngày hôm qua. Hiện giá gạo nguyên liệu IG504 hè thu xuống mức 10.100 tới 10.400 đồng trên kg, giảm 200 tới 400 đồng trên kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IG504 ở mức 12.500 tới 12.700 đồng trên kg, giảm 100 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 6.000 tới 9.600 đồng trên kg. Hiện, giá tấm OM5451 đang ở mức 9.500 tới 9.600 đồng trên kg, giá cám khô ở mức 6.000 tới 6.100 đồng trên kg, tăng 50 đồng trên kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận mức giá duy trì đi ngang. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng trên kg, gạo jasmine 18.000 tới 20.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 21.500 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000 tới 16.000 trên kg, thơm thái hạt dài 20.000 tới 22.000 đồng trên kg, gạo hương lài 22.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 17.500 đồng trên kg, gạo sóc thường 18.500 đồng trên kg, gạo sóc thái giá 21.000 đồng trên kg, gạo nhật giá 22.000 đồng trên kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 100% tấm ở mức 440 USD trên tấn, gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 538 USD trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 510 USD trên tấn. Thưa quý bà con và các bạn, trong 9 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo với kim ngạch 4,37 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, lượng gạo xuất khẩu tăng 9,2%, giá trị tăng 23,5%. Thống kê cho thấy, giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam trong 9 tháng năm 2024 ở mức 624 USD trên tấn, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023. Với các đơn hàng đã ký, dự tính trong quý tư năm 2024, cần đến hơn 2 triệu tấn gạo cho xuất khẩu, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu dự tính lên hơn 9 triệu tấn. Tuy nhiên, lượng gạo trong nước dành cho xuất khẩu đã cạn, trong khi miền Bắc đối diện với nguy cơ mất mùa, khi có gần 300.000 hecta lúa ở các tỉnh miền Bắc bị ngập úng, hư hại do bão số 3. Đây không phải là vựa lúa gạo để phục vụ xuất khẩu, song cũng ảnh hưởng lớn tới nguồn cung mặt hàng này tại thị trường nội địa, dẫn đến sẽ có một lượng lớn gạo từ đồng bằng sông Cửu Long thay vì xuất khẩu, sẽ được chuyển ra miền Bắc để đáp ứng nhu cầu trong nước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin về giá lúa gạo hôm nay, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.